Rồi một em màn hình frame cũng đúng vậy luôn, cũng câu dây nguồn IC vậy luôn. Có cổng SD, cổng này là cổng gì đây? Em dán thôi rồi. Cổng này cổng bỏ sao chỉ nhớ làm sao á. Oxy gì đây nè. Đó, mở nguồn rồi nè, solid pan quay. Chế cháo nữa, con nguồn này nó test rồi, cảm ứng nè, lên xuống nè. Cái này nó có con đường vàng nhỏ, nhỏ ở đây nè, ngang là thấy không? Có coi, nhấn nhấn lung tung nó coi. Cái đường nó nằm ở đâu đây? Đây nè, cái đường đặt tiên à, nhỏ. Rồi, thì nhớ vô, tranh ảnh. Rồi, hôm nay em bán cho mọi người về nghiên cứu luôn. Hôm nay cũng vậy luôn, y xì như vậy luôn, nhưng mà nó khác nhau thay đổi vị trí thôi. Ví dụ như máy này thì nó cảm ứng ở dưới này, thì máy kia cảm ứng nó nằm ở dưới này. Đó, cũng chọc nhẹ 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 nhàng nhàng vậy nè, rồi vô cài đặt gì đó, setting đây nè, chắc đây là setting gì nữa, đấu thức gì nè, rồi hình ảnh tranh ảnh, đây gọi là khung tranh của Nhật. Rồi